Vâng, xin mến chào tất cả các bác đã quay trở lại với video của Đồ Đồng Việt Anh ngày hôm nay. Vâng, thưa các bác, thì từ nhu cầu thực tiễn, em Hằng cảm thấy là nhu cầu mà các bác đang cần để công đức vào trong các cái không gian thờ tự như là nhà thờ họ, nhà từ đường hay là đền chùa miếu mạo hoặc là không gian thờ tự chung của gia đình dòng tộc thì ngày càng gia tăng. Không rất là nhiều các bác đang phân vân là không biết nên sử dụng sản phẩm gì. Và hôm nay thì em Hằng xin gợi ý cho các bác một bộ đồ thờ mà các bác có thể sử dụng làm đồ cung tiến rất là phù hợp và rất là yên tâm khi mà các bác thành tâm cung tiến hoặc là công đức vào trong gia đình, vào trong dòng họ của gia đình mình. Em Hằng muốn giới thiệu đó chính là một bộ đồ thờ bằng đồng. Đó chính là bộ ngũ sự, sản phẩm cỡ đại, cao 70cm, phù hợp với, rất là phù hợp với các cái không gian thờ tự cỡ lớn, có diện tích bàn thờ vào khoảng 2m3 trở lên thì các bác có thể sử dụng cái bộ đồ thờ như thế này. Và đây là bộ đồ thờ được đúc và chế tác hoàn toàn thủ công từ làng nghề thủ công. Thưa các bác, thì các sản phẩm này có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và cơ sở sản xuất cũng là một cơ sở uy tín. Em Hằng trực tiếp phân phối các sản phẩm mà có nguồn gốc rõ ràng như thế này và có tem bảo hành, tem chống hàng giả cho các bác. Khi mà các bác mua hàng, các bác cũng có nhận được cái phiếu bảo hành của bên Đồ Đồng Việt Anh. Và bộ sản phẩm có đặc điểm và có hình thức như bên cạnh em Hằng như này. Được đúc thủ công hoàn toàn từ chất liệu đồng thau nhé các bác nhé. Đồng vàng thau khác biệt so với đồng vàng cát tút nha các bác nhé. Các bác hãy phân biệt sản phẩm giữa đồng thau và đồng cát tút. Và đây là sản phẩm được đúc từ đồng thau với tỷ lệ đồng nguyên chất ở trong bộ sản phẩm đó là 70% nha các bác nhé. Còn lại 30% là kẽm. Vậy là đồng thau chính là hợp kim của đồng và kẽm. Với màu sắc rất là nhã nhặn, đó chính là màu vàng đậm. Các bác có thể nhìn trên màn hình thì nó sẽ có màu hơi ánh giống như là vàng tây đó. Thì bộ sản phẩm này gồm có 5 món, một đỉnh, 2 hạc và 2 chân nến. Đây là một bộ đồ cơ bản mà các bác có thể mua sắm chung để chúng ta dâng lên cung tiến hoặc là công đức với bộ cơ bản như thế này. Ngoài ra thì nếu mà các bác có nhu cầu thì các bác có thể mua thêm các phụ kiện tùy theo nhu cầu của từng gia đình, của từng cá nhân, tập thể. Và bộ đồ này có chiều cao là 70cm, Hằng sẽ đo chiều cao cho các bác cùng tham khảo. Như chiều cao của quả định nó sẽ là đến lắp nghe là 71-72 nha các bác nhé. Đôi chân nến thì đến phần hoa nến này sẽ là 62 và hạc thì đến cái phần mỏ này sẽ là 62, còn đến trên hoa sen thì sẽ cao 74cm. Với họa tiết rồng song long trầu mặt nguyệt thì đây là chính là họa tiết mà được rất là nhiều bác lựa chọn và phù hợp với mọi không gian thờ cúng. Rất là nhiều không gian thờ cúng đã sử dụng những cái bộ đồ song long như thế này. Và bộ đồ sản phẩm này thì cơ bản các bác có thể nhìn là trọng tâm đó chính là quả đỉnh như này. Quả đỉnh thì sẽ có cấu tạo là 3 phần, một là phần lắp, hai là phần thân, ba là phần đế. Phần lắp thì sẽ có thể mở rời ra như này và các bác có thể đốt hương trầm vào phía trong. Đốt hương trầm phía trong và khói có thể bay qua lắp nghe, lắp đỉnh như này, phần thông này. Trước đây thì rất là hay sử dụng để đốt hương trầm, nhưng giờ đây thì bộ đỉnh đồng đa số là dùng để trang trí trên bàn thờ là chính nhé các bác nhé. Và đây là bộ sản phẩm được đúc rời các cái phần như thế này. Tai mây sẽ được hàn liền vào đây. Phần đầu đây này được hàn liền nhé các bác nhé. Được hàn liền, hàn gắn liền, hàn điện thì sẽ có cấu tạo là nhìn rất là liền khối.
và con nghê ở trên lắp thì sẽ được hàn chấm vào. Đó, phần lắp đỉnh thì sẽ có cấu tạo là hai dòng trầu phía trước. Tiếp đến là phần miệng sẽ có cấu tạo giống như cái phần triện như này. Và trung tâm của phần đỉnh đó chính là 5 chữ Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, hạnh phúc, tài lộc trường thọ, sức khỏe, bình an. Đó chính là ý nghĩa của bạn của 5 chữ ở trên cổ và đỉnh. Và trọng chủ yếu đó là họa tiết rồng trầu mặt nguyệt. Các bác có thể là theo dõi chi tiết cận cảnh như bộ sản phẩm đẹp thì các bác hãy ngắm cái phần này là chính nhé. Phần đôi rồng trầu này được đúc liền khối với phần thân đỉnh và các cái đường nét chạm tỉa hoa văn ở trên thân rồng này rất là sắc nét này, rất là sắc nét và chi tiết, kể cả những cái phần phụ như là phần chân, ba chân lân đó, và phần đế đỉnh. Tiếp theo đến nó chính là đôi hạc thì các bác nhìn là các cái đôi hạc này rất là cân đối với bộ đỉnh. Và phần chi tiết hạc cao 73 cm. Và phần thân hạc thì được chạm tỉa rất là chi tiết, sắc nét và rất là rõ nét, thần thái nhé. Phần thân rùa này rất là thần thái nha các bác nhé. Tiếp đến là phần chân nến này. Các bác có thể các bác hãy chú ý cho em Hằng là phần thân nến được cải tiến là đúc liền phần hoa nến do với cái thân nến như thế này, thân nến tròn và đúc liền tạo sự chắc chắn và không bị xê dịch khi mà các bác sử dụng những cái hoa nến rời đó. Và cái phần này thì các bác có thể đựng nến cốc hoặc là nến sáp bày ở trên đây, khi mà đốt nến thì cũng không lo là bị chảy nến ra phía ngoài, không chảy ra ngoài và các bác có thể vệ sinh rất là dễ. Có một chút đó là phần thân nến thì sẽ bị kẹt khuôn cát ở phía trong nha các bác nhé. Kẹt khuôn cát tức là khi mà đúc sẽ còn lại cái phôi cát đó là khuôn, gọi là khuôn trong. Khi mà đúc xong thì sẽ kẹt và rất là khó để cũng có thể đục được nhưng mà khó, và cũng lên để lại để tạo cái phần chắc chắn cho cái ống nến rỗng như thế này. Và đây là đĩa nến thì được đúc nổi họa tiết là song phượng vờn mây với họa tiết chim hạc chạy bốn xung quanh. Và phần chân nến cũng vậy nha các bác nhá, phần tứ linh chạy bốn xung quanh này rất là sắc nét và chắc chắn, màu sắc đó là màu vàng đậm, rất là hài hòa, có thể phù hợp với rất là nhiều không gian thờ tự. Vâng thưa các bác, và bộ sản phẩm này có cân nặng là 50 kg trên 5 món như thế này. Và đây là bộ sản phẩm được đúc dày dặn và chắc chắn nhất trong các mẫu đỉnh thờ đồng vàng hiện nay. Nếu mà các bác có nhu cầu, hãy vui lòng inbox theo số điện thoại trên màn hình để được tư vấn theo kích thước và size số phù hợp so với các cái không gian thờ tự riêng. Và xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau.